Đó, bên bên trái đó. Phải không? Đó, nó màu xanh xanh là đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đó, bên trái đó. U-turn lại. Là... Hôm nay mình đi thử cái chỗ rửa xe mới nha. H2GO. Nó là H2O đó, gọi là nước á. Mà này là H2GO. Chỗ mới nha. Ba thằng vô đó. Coi như là đời 15 tuổi rửa xe ngoài là hút bụi thì tự mình làm. Đúng rồi, đúng rồi. Bên anh nó mở chữ wow, nó giống giống vậy, chạy thẳng lên kia luôn. Đúng rồi, chạy thẳng lên. Thường tụi anh rửa trước kia chứ không có rửa ở đây. Ok. Ở đây nhà nước xịn hơn. Rồi bây giờ mình tự trừ trả tiền luôn. Bên nào cũng được. Bên nào cũng được. Rồi tự trả sao con? Bây giờ bỏ thẻ thôi bạn. Ok. Bây giờ nó có 3 giá. Một giá là 14 đồng là blue. Còn 9 đồng và 6 đồng. Mời em lấy cái nào. Ok, this is the first time. Thank you. You too. Đừng có đạp thắng, để tao lấy thẳng. Rồi, anh nào chưa? Ok rồi, ok. À, xe trước đã. Thành tắm chưa? Chưa tắm, bước xuống. Bước xuống cho nó quay ngồi sạch rồi thành. Đầu tiên là họ đỏ cho một miếng xà bông vô, rồi xà bông vô là hết thấy đường. Sau đó có cái đồ mình chọn là mình chọn cái 14 đồng là cái cao nhất á, là cái deluxe nhất á. Xung quanh nè. Tại sao? Rồi, sau khi mà đưa nó chà rửa thì nó có nước xịt. Mấy cái giọt nước này. Rồi, qua cái hệ thống đánh bóng. Cái này E-Shine là đánh bóng nè. Cái hệ thống này tân tiến hơn cái của chỗ mình mà. Nhìn nó hơn tân tiến hơn. Mà nó dài hơn nữa. Ồ, nó có mấy cái tia nước mà xịt mạnh lắm nè. Rồi qua hệ thống sấy khô. Ồ. Dữ quá, có hai bên nữa. Khi nó chạy nó có mấy cái sensor nó dò cái độ xe của mình bao nhiêu để mà nó đánh. Nó không ảnh hưởng xe mình. Rồi vô chỗ đó thôi em, hút bụi thôi. Hay Lộc quá giỏi à, Lộc exercise. Wow. Ở bên Mỹ đó chạy đó. Rửa xe là mình phải tự hút bụi. Còn nếu mà nó có cái dịch vụ mà nó cho nó hút cho mình á thì đắt lắm. Một chiếc xe vậy nó tính 150 á. Dạ, thì nó làm cho mình hết. Nó vô nó làm cho mình. Nó làm. Còn nếu mà mình tự làm á thì nó rẻ hơn. Chỉ tốt có chừng mười mấy đồng à nãy hơn. 16 đồng. Nó cũng giống như mình tập thể dục thôi. Ờ, đúng rồi. Ở bên đây người ta rất là thích làm, ai cũng thích làm hết. Thấy không? Thấy ba không? Đó, ba cũng làm nghề dữ lắm chứ bộ. À.
thấy. Chỗ này nó hơi mấy chỗ khác nó có đồ sực. À. À, nó có đồ hút không à, đúng rồi. Trời ơi Lộc, Lộc mặc áo vàng, nó nóng vàng nổi ghê, quá đẹp luôn. Ừ. À, người đẹp luôn. Này là người mẫu được rồi. Ờ. Rồi, giao cả. Rồi, vô lấy hand sanitizer rồi mình chùi. Vô được không bạn? Đang lên đây. Rửa xe kiểu này vui không bác? Ờ, vui quá. Sao cái xe sạch mình không sạch đến chết. Vui lúc chỗ này mới quá ha. Nó làm cũng mới mà đẹp. Hiện đại. Dạ. Coi lại hiện đại nữa. Có nghĩa là mình không cần người nữa. Nó chỉ cần có cái máy đó với cái người đứng, hai người đứng thôi. Một người đứng hướng dẫn với một người ở trong thôi. Rồi đây học những cái nước ở đây nó tốt hơn. Dạ, đúng rồi. Cái nước nó nói là nó nước dùng loại nước tốt. Thành ra nó mắc hơn chút nha. Giống như là crystal vậy. Cái nước ở trong về này. Để lâu lâu mình rửa sạch một cái rửa nó đá sạch. Dạ đúng rồi. Mà chỗ này nó mới mà hình như nó mới khai trương. Lần sau mình biết rồi ha, như lần đầu mình chưa biết, lần sau mình biết tự chọn luôn. À mình biết tự chọn. Nó khỏi. Mai mốt hỏi cái máy rửa xe này đâu mua về để ở nhà để mình vô mình tắm mình khỏi kỳ. Nước vô cho nó quánh hồi. Có chừng hết nước cái vô có thấy nằm đóng xỉu. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ thì Hồng Loan xin phép được thông báo cái tình hình bệnh của Mỹ vào sáng sớm ngày hôm nay. Ca bệnh là 1.768.461 người bệnh. Số người mất là 103.330 và số người được chữa khỏi là 498.725. Ca bệnh thì cũng còn tăng rất là nhiều. Recover thì cũng đỡ đỡ ha quý vị ha. Mỗi ngày là một cái tin tức mới đẹp là mình cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Thưa quý vị, Hồng Loan được biết là một cái công ty Novavax ở bên Maryland đó, thì ngày hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 5 cho hay là họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng cái giai đoạn 1, cái vaccine điều trị COVID-19 và họ hy vọng là sẽ có kết quả vào tháng 7. Cũng rất là nhanh ha. Công ty này nè, họ sử dụng tá dược Matrix M để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Và họ nói là có rất nhiều kết quả, hy vọng thu được kết quả an toàn và với hơn 100 tình nguyện viên ở Úc. Bắt được một phụ nữ người da trắng kỳ thị người châu Á thì ở San Leandro, California, có một người phụ nữ ở vùng vịnh San Francisco đã bị bắt vì có những cái bằng chứng là bà đã viết những lá thư viết tay mà viết những lời lẽ hăm dọa gửi đến cho tất cả các người Mỹ gốc Á, những người Á Châu. Thì ít nhất là 5 căn nhà bị bà gửi cái giấy đó vào trong nhà. Thì họ nói là cái thông báo đó nói rằng những người sinh trưởng ở quốc gia khác nên trở về quốc gia xuất phát ngay lập tức. Và kết luận rằng chỉ có những người Mỹ da trắng, dũng cảm, phục vụ đất nước mới nên sinh sống ở đây. Và những một trong những cái nhà đó đó thì họ có cái camera đó, họ quay lại thì thấy hình ảnh của bà đó. Vậy là bằng chứng xác thật rồi, bà này chắc chắn là bị bắt. Tại vì bà nói như vậy thì có nghĩa là chỉ có người Mỹ sống ở đây thôi, còn người Mỹ gốc đen cũng không được, gốc da màu cũng không được, Phi Châu không được. Coi như là chỉ có người Mỹ thôi. Và cảnh sát đã bắt giữ bà tên là Nancy Arechiga, bà 52 tuổi. Bà vác nguyên cái ba lô á, thì ở ngoài sau bà đựng những cái lá thư để mà gửi cho người ta. Thì cảnh sát nói đó là bà bị bắt vì bà tung những cái bản thông báo gieo rắc nỗi sợ hãi và đe dọa cư dân sinh sống ở nơi đó.
Cái gì chứ cái này tội nặng lắm nha quý vị. Nhưng mà thật sự bây giờ thì chính Trung Quốc cũng đã làm cho người ta rất là kỳ thị, rất là căm ghét những người Á Châu. Tại vì phần lớn đầu tiên họ nhìn vô thấy Á Châu là họ cứ nghĩ là Trung Quốc, chứ họ không có nghĩ là những cái nước khác. Bởi vì Trung Quốc nó đông dân quá đó, nó sống ở khắp nơi trên thế giới. Thì nói về người Á Châu là người ta cứ nghĩ tới Trung Quốc thôi, cho nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. À, thông tin đến quý vị về cái quán bar mà ở Texas thưa quý vị. Cái quán bar đó nó nằm ở thành phố Elgin, bang Texas. Thì họ thông báo đó là những khách hàng đeo khẩu trang chống COVID-19 sẽ không được vào quán bar của họ. Lạ. Họ nói đó là vì sự quan tâm của chúng tôi dành cho khách hàng, nếu quý khách cảm thấy cần phải đeo khẩu trang thì nên ở nhà cho đến khi cảm thấy đủ an toàn để đến nơi công cộng. Xin lỗi, người đeo khẩu trang không được phép vào quán. Thì ở ngay cái thành phố đó đó thì trong khoảng 10.000 người á thì có 52 người là bị bệnh cái COVID-19 này. Thì cũng cái số cũng rất là ít. Nhưng mà mình thấy như vậy cũng kỳ ha. Làm vậy cũng không có được. Tại vì có nhiều nơi thì người ta khuyến khích đeo khẩu trang, có những nơi người ta bắt buộc đeo khẩu trang. Chứ đây lần đầu tiên mới thấy là mới thấy, cấm không cho giống đeo như hôm qua Lộc với ba đi vô Home Depot á, mua bóng đèn. Thì ở ngoài trước người ta đợi là yêu cầu phải mang khẩu trang, nếu không có khẩu trang người ta không có dám tiếp, không phục vụ thì cái đó nó an toàn hơn cho mình. Thà chúng ta là người bệnh còn hơn chữa bệnh. Nhưng Loan cũng có nói quý vị là theo nghiên cứu mới là người ta nó đeo khẩu trang là mình có thể ngăn được cái bệnh khoảng 75% á thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ mở cửa nhiều quá, mình cũng đâu biết được ai bệnh ai không bệnh, cho nên mình đeo là cái vấn đề nó an toàn nhất. Thì cái nơi đó mà họ không cho đeo thì người ta không vô thôi. Thì cái đó cái quy luật của cũng có nhiều luật suy lại, nghĩ cái luật lại người ta cũng không thích thì người ta vẫn tới. Cái luật lại của cái tiệm đó nó họ muốn đưa ra thì sao, cái đó có tùy họ. Các quan chức của Disney World Resort đã công bố ngày 11 tháng 7 là ngày mở cửa dự kiến cho các khu vực lựa chọn trong công viên của Florida. Disneyland, Disney World ở Florida đã được mở cửa vào ngày 11 tháng 7 nha quý vị. Ngoài ra đó thì họ còn có cái Magic Kingdom, rồi Animal Kingdom cũng sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng 7. Cái đó là ở Florida, chứ còn ở California thì cũng chưa biết. Chưa nghe thì, nói. Nghe nói là có một cái dự định mở là nó sẽ rơi vào Phase 3 của California. Thì hiện giờ ở California đó mình là đang ở giai đoạn 2 của Phase 2. Có nghĩa là cuối Phase 2 rồi đó. Nếu mà sau một thời gian mà an toàn thì sẽ được chuyển qua giai đoạn 3. Thì giai đoạn 3 đó thì tiệm nail cũng sẽ được mở cửa trở lại thưa quý vị. Thì hồi nãy quý vị có coi cái clip ngắn mà ba Bảo Quốc đi rửa xe với Lộc á. Thấy ông già chứ ông già cũng giỏi lắm nha. Rửa xịt rồi đùm lum đó. Kỹ lắm. Ba kỹ lắm. Ba đi xe ba kỹ lắm. Trời ơi. Xe lúc nào cũng sạch bóng. Tại hôm bữa Lộc sửa nhà đó. Lộc làm cái ở ngoài sau garage cái xe hơi bụi chút. Mà xe đâu có đi đâu nằm nhà không mà. Xe hơi bụi tí. Phải đi rửa xe con ơi. Trong khi cái xe của Loan với họ Lộc hả, nó cài, nó như con ma. Còn xe ba mẹ nó đẹp, nó láng có. Ba là xe trùm mền đó quý vị. Xe Việt Nam gọi là xe trùm mền. Hôm qua có hứa là hôm nay sẽ gửi lời cảm ơn đến quý vị. Thì xin cho Hồng Loan một vài giây phút ha. Hồng Loan cảm ơn Thảo Hồ. Nói là hai vợ chồng anh chị rất dễ thương và sống rất tình cảm. Hột mít. Tự nhiên nói là thèm ăn mít. Thèm mít, ngày mai đi mua mít nha. Hai vợ chồng Hồng Loan ngày mai... hạnh phúc dễ thương quá. Chợ mít. Sài Gòn City ngày mai xe mít 35 cent một thao. Chắc mình phải dạy ra mình vớt. Chắc ra thông báo trên đây người ta biết, người ta ra người ta dành trước à. Mua hai trái đi. Ben Nguyễn thì nói là anh chị ơi kể chuyện ma đi, mình thích nghe chuyện ma, nếu lúc nào thuận tiện nha anh chị, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nếu mà kể chuyện ma đó thì một buổi tối khoảng chừng 3-4 giờ tối, không khí êm đềm hết,
Lộc với Loan sẽ thức dậy mở đèn, lập lè lập lè. Lúc đó mình kể chuyện nó mới hấp dẫn. Đang ngủ cái xong biết kêu dậy đầu tóc vậy nè. Kể chuyện ma. Nó giỡn đấy quý vị. Nhưng mà những cái chuyện mà không phải là chuyện ma, không dám nói chuyện ma, nó là chuyện tâm linh. Vậy thôi. Mà ma chứ nữa. Mà nó khó giải thích lắm quý vị. Hồng Loan cũng xin cảm ơn Kim Loan Lê. Cũng nói là hai vợ chồng dễ thương quá. Cảm ơn Kim Loan nha. Thanh Phạm, hai đứa em dễ thương quá, ngày nào chị cũng đón coi, chúc gia đình đi chơi vui vẻ và hạnh phúc. Em chúc gia đình đi chơi vui vẻ và hạnh phúc nhé, bình an đến với gia đình nhé. Cảm ơn chị. Rồi Thùy Như cũng nói là anh chị kể chuyện tâm linh đi. Trung Anh Thư, chúc gia đình anh chị Bắc Bộ Quốc Cô Thủy ngày mới vui vẻ nha. Hoàng Phúc Diệp, nhìn Lộc rất dễ thương, nói chuyện rất hiền hậu và lễ phép. Hiền không? Cho Lộc đứng làm phô chút xíu nha. Cảm ơn chị. Hồng Lan cũng vậy, vợ chồng đều có kiến thức rộng. Hồng Lan cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Như Hoàng Phúc Diệp rất là nhiều. Thanh Phạm thì nói là gia đình đi chơi, cẩn thận, vệ sinh và giữ an toàn cho cả nhà nhé. Cũng rất là nhiều người có nói Loan với Lộc với lại cả gia đình đi chơi thì cẩn thận. Thì cái này gia đình Loan á, mướn nguyên cái nhà riêng, mình ở riêng biệt mình, gia đình của mình thôi. Chứ nói đi chơi chứ thì muốn tụ họp gia đình lại một chỗ, ở với nhau vài ngày cho nó relax, sẽ vui vậy thôi. Chứ quý vị đừng có lo, Loan sẽ cố gắng giữ an toàn, mạnh khỏe cho tất cả mọi người hết, để gặp quý vị mỗi ngày chứ. Bên Mỹ thì có những cái cuộc đi chơi vậy thường lắm, cái chuyện đó chuyện thường lắm. Ví dụ như gia đình tổ chức đi chơi, đi cắm trại, picnic. Còn những lúc có thể đi bằng xe, mà xe RV nữa quý vị. Chiếc xe mà ở trên đó nó có đầy đủ bếp, nút, giường, rồi coi như là mình có thể sinh hoạt được ở trên đó, xe đó luôn, cũng vui lắm. Hôm nào mình thử nghiệm đi thử nha. Lần đầu chưa đi bằng xe đó chưa bao đi. Giờ. Nhưng mà đi cái xe đó thì mình lái nó hơi cực, rồi tới nơi mình phải kiếm chỗ mình hút up mấy cái toilet, rồi nước cống điện. Rồi đó. Cho nên nó hơi có. Văn Trọng Huỳnh là Lộc em nè, bữa giờ mất tiêu nha, rồi mới hai ba cái sau này chị Loan mới thấy Lộc trở lại đó. Chị ơi, bọc nhãn chi cho mắt công, chị nên làm một cái hình tượng con bù nhìn để treo trên cây tre thật dài, rồi chị tìm cách cột lên cây nhãn cho bù nhìn nó lú ra cây nhãn. Là không có con vật nào mà lại ăn cái nhãn của mình hết. Nhưng mà anh làm phải nhúc nhích nó mới sợ. Gió nhớ hồi đó mấy người ta chỉ là treo mấy cái CD để mà khi mà ánh sáng nó chiếu, nó chiếu thì nó quơ quơ, nó tưởng là có người, nó không dám. Nhưng mà mình treo rồi nó cũng ăn à. Ở bên Mỹ thì họ kêu là gắn mấy cái hình con cú giả đó quý vị. Thì đó họ nói là gắn hình cú nó lên đó thì mấy con chim khác nó sẽ sợ, con sóc nó cũng sợ luôn. Nhưng mà anh gắn im, đứng yên chỗ nó đâu có sợ, nó biết, nó khôn biết không? Lắm. Còn không, anh nghĩ có một cách này cũng hay. Thì chụp cái hình của em, xong rồi rửa ra lớn lớn, để ngoài trời. Mình chiên. Cho anh nhau. Chưa nói hết, chưa nói. Để ngoài trời cho anh nhau. Tóc phải nó treo lên cho mấy con kia nó sợ đâu. Chưa, thôi. Ta đã cảm ơn khán giả. Tự nhiên. Tina Nguyễn nè, chị nói là hai vợ chồng thấy cưng quá, chúc cả nhà đi chơi vui vẻ. Cưng lắm, em cưng lắm, nhéo không cưng. Dạ. Hai ly, trời. Đau quá. Trời Cali hôm nay đẹp quá, chúc anh chị ngày mới vui vẻ from Canada. Hello Canada. Hailey từ Canada ha. Hết dịch là Lộc với Loài Loan gia đình sẽ qua Canada chơi. Dạ. Qua mình qua mấy lần rồi nhưng mà không đi chơi, không đi chơi được. Có hôm Loan là qua Canada đó, bay tới Calgary á. Bay tới cái là buổi chiều cái đi ra hát xong tới 2 giờ sáng. Sáng sớm 5 giờ sáng bay về. Lúc đó Gia Linh còn nhỏ quá không có đi đâu được. Tại đi hát thì cũng không ẩm Gia Linh theo được. Tại vì hai đứa ra hát lúc luôn, đâu có bỏ Gia Linh trong đèn mình. Gia Linh phải ở nhà với lại ông bà ngoại. Cái là đi có một ngày chứ không dám đi lâu. Nó nghe nói là Canada cảnh đẹp lắm. Rất là mong một ngày sẽ trở lại Canada và sẽ có thời gian nhiều và đi cùng với gia đình nữa để mà được đi khắp nơi. Lúc đó sẽ chia sẻ với quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
đã bỏ thời gian quý báu của mình để mà nghe những lời tâm sự chia sẻ của Loan và Lộc đến với quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta một cái cuối tuần thật là vui vẻ và lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe nha quý vị. Chúc một tương lai thật là tươi sáng. Nhớ subscribe, like, share video nha quý vị. Bye. Ok, chứ con già bắt luôn là trong bộ phim này. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi, đâu chú. Cái bên chỗ cũ.